Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhất kính chào anh Thắng. Chào Nhật Anh. Hình như là hôm nay anh Thắng mặc áo mới phải không? Mà như anh thấy là hình như nó có chữ là Auckland, New Zealand. Có phải là anh Thắng mới đi về không? Đúng rồi Nhật Anh, Dạ. chúng tôi vừa mới làm một chuyến đi về phía Nam Bán Cầu. Nói đến Dạ. Nam Bán Cầu thì chúng ta có thể hình dung cho Phi Châu, hình dung cho Nam Mỹ, nhưng mà một trong những nơi mà người ta hay nghĩ đến ngay là Úc Châu. Dạ. Thì Úc Châu thì như Nhật Anh biết là chúng ta có nước Úc Dạ. và New Zealand, Dạ. và thêm một cái nữa là Fiji. Fiji là một cái quần đảo Dạ. nằm ở phía bắc của New Zealand, và đó cũng là trong một cái chương trình đi du lịch chúng ta có thể làm được một cái chuyến đi cả ba đất nước đấy. Dạ. Nếu vậy thì là New Zealand và Úc là cùng nằm trong một cái châu lục là Úc Châu. Như vậy Đúng. thì hồi xưa mình có dịp mình đã nói tới Úc rồi, thì Ừ. nhanh nhớ là hồi xưa là hình như là khí hậu của bên Úc nó rất là ngược với bên mình. Vậy thì Đúng New vậy. Zealand nằm ở đó nó có giảm vậy không New anh Zealand Thắng? cũng giống hệt như nước Úc, Dạ. là cái khí hậu của bên đó, thí dụ chúng ta bên Bắc Bán Cầu mùa hè thì Dạ. bên kia là mùa đông, và Dạ. ngược lại thì bên này là mùa đông thì bên kia sẽ là mùa hè, Dạ. và ngược lại nữa thì là mùa xuân thì là mùa thu là Dạ. mùa xuân, thành ra nó ngược nhau như vậy hết. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng nên hình dung một chút xíu về cái trái đất của chúng ta. Cái trái Dạ. đất của chúng ta nó hơi bị nghiêng, Dạ. nó nghiêng, thành ra khi mà nói về cái năng lượng mặt trời khi mà chiếu vào đó thì thí dụ như ba phần thì nó chiếu về phía bắc nhiều hơn, Dạ. và ở phía nam thì cái ánh nắng của mặt trời nó xuống ít hơn, thành Dạ. thử cái thời tiết của phía nam bán cầu nó hơi khác. Hơi khác là cái mùa hè nó không có quá dài, và mùa đông nó cũng dài hơn. Dạ. Và thường thường thì thời tiết thí dụ như ở nước Úc thì chúng ta đến với Sydney khí hậu sẽ khác, mà chúng ta xuống đến miền nam của nước Úc là thí dụ như Melbourne thì Dạ. khí hậu khác. Nhưng mà chúng ta đi về phía đông của nước Úc thì chúng ta khoảng 3 giờ bay thì chúng ta sẽ gặp một cái hải đảo rất là lớn, đó là New Zealand. Dạ. Và ở New Zealand thì chúng ta sẽ thấy là đất nước này nó phân chia một cách rõ ràng là hai cái hải đảo lớn, mặc dù nó có nhiều cái đảo nhỏ xung quanh Dạ. nhưng người ta xem như là nó có hai cái đảo lớn chính. Thì cái đảo lớn phía bắc thì nó gọi là đảo Bắc, Dạ. còn cái đảo phía nam thì nó gọi là đảo Nam, North Island và South Island, thì nó cũng rất là dễ dàng đúng không Nhật Dạ. Anh? Thế tuy nhiên thì thời tiết thì như Nhật Anh hỏi đó, Dạ. thì ở New Zealand đó, rất là khó đoán thời tiết, tại vì nắng đó, mây đó, mưa đó, và thời tiết nó có thể như bốn mùa một ngày cho chúng Dạ. ta. Và thành thử đến với New Zealand mà chúng ta gặp những ngày đẹp trời thì thật là một cái duyên may mắn cho mình đó. Dạ, Thành dạ. ra khi chúng ta đến với New Zealand, chúng ta nhìn trên bầu trời của New Zealand, chúng ta mới hiểu tại sao cái người thổ dân ngày xưa ở khu đó là Maori, tại sao người ta đã gọi cái đất nước đó là những áng mây dài. Tại vì hầu như lúc nào tôi đến tôi thấy ít khi nào mà bầu trời chỉ có màu xanh không, Dạ. lúc nào bầu trời xanh với những áng mây trắng và nó kéo dài hun hút đó. Thành Dạ. thử cái New Zealand nó rất là lạ, là mây rất là nhiều, và nhờ cái mây nhiều đó thành thử chúng ta khi mà trời nắng thì nó có một cái nắng rất là đẹp, tại Dạ. mây mây trắng mà trời xanh 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 thẫm nó đẹp lắm. Dạ. Nhưng mà bù lại thì khi mà mây nhiều thì cái tình trạng mà dễ bị mưa đó, Dạ, thành nó ra chúng cũng ta cũng thấy cảm thấy cái lạnh nó đến rất là nhanh. Dạ. Dạ, yeah. Thì trong một dịp hồi xưa Nhân có dịp được coi một cái bộ phim đó là Lord of the Rings, thì theo biết là cái phim đó là Phim đó thì quay ai ở cũng nghe nói, khách dạ. đi trong đoàn cũng sẽ hỏi là kiểu Dạ. cái biết cái khu quay ở đó ở đâu không? Còn thực cá nhân tôi cũng không biết nằm ở đâu Dạ. cả, nhưng Dạ. tôi chỉ không biết cái rõ địa điểm nó quay thôi, nhưng mà chắc chắn họ sẽ quay ở cái đảo Nam, đảo Dạ. phía Nam. Dạ. Thành thử là đi đảo Nam, nếu mà chúng ta muốn đi một chuyến du lịch mà đến New Zealand không đó, đôi khi chúng ta mất cả tháng trời chúng ta mới có thể đi hết được, tại vì hôm nay chúng ta có lấy chú tâm đến một vài những cái thắng cảnh chính ở trên phía đảo Bắc thôi. Thì đảo Bắc thì thường là về lịch sử với lại văn hóa Đúng, nhiều đúng. hơn. Như vậy thì có phải là thủ đô của New Zealand cũng ở đó luôn không anh Thắng? Thủ đô của New Zealand đúng nó nằm ở đảo Bắc, Dạ. nhưng mà Dạ. nói đến thủ đô thì bây giờ hiện tại thủ đô bây giờ là Wellington. Dạ. Wellington thì nằm phía đảo Bắc, Dạ. nhưng mà hai cái cố đô trước cái thời của Wellington thì đều cũng nằm trong đảo Bắc cả. Dạ. Đó, chẳng hạn như Auckland cũng là một thời gian làm thủ đô của New Zealand. Dạ. Và đồng thời đi lên phía bắc trên nữa thì chúng ta nói đến cái một cái thành phố là Russell. Russell là một cái cố đô cũ, và đó cũng là nơi mà thành lập cái đất nước New Zealand đầu tiên nằm ở đó. Đó là Dạ. địa điểm trong cái khu vực đó, là cái khu vực mà đã ký một cái hiệp định giữa người bản xứ là người thổ dân đó, là Maori, và người Vương quốc Anh đã ký một cái thỏa ước và một cái hiệp định gọi là Waitangi ở đó, thì Dạ. đã lập ra đất nước New Zealand ngày nay, Dạ. và cái thủ đô đầu tiên đó là phải nói đến là Russell.
Thì Đảo Bắc thì nãy anh Thắng nói là có nhiều chỗ để mình đi, thì một trong những chỗ mà anh Thắng có thể giới thiệu là chỗ nào không anh Một trong những cái địa điểm mà ở phía đảo Bắc mà làm tôi rất là thích thú và cảm lần đầu tiên mà đến ngay khúc đó, wow, mình không có tưởng tượng được bãi biển nó dài mà thẳng như vậy, là có mà liên quan tới bãi biển, đó là đúng biển. cái bãi biển người ta đặt cái tên là 90 Mile Beach, có Nay nghĩa là một cái bãi biển 90 mile, 90 dặm. Nhưng mà thực sự đó, khi chúng ta đến đó đi chơi, chúng ta gặp những người tour guide và chúng ta tìm hiểu thêm, thì chúng ta biết cái bãi biển đó nó không hề dài 90 dặm, mà thực sự người ta nói là nó chỉ dài khoảng 55 mile thôi. Thì qua một cái hình ảnh mà quý vị có thể nhìn trên video clip, thì đây là một cái bãi biển nằm về phía tây của New Zealand. Cái đầu tiên là nằm phía tây, mà khi nằm phía tây của New Zealand là nó hướng về hướng Úc Đại Lợi. Đó. Và hướng về Úc Đại Lợi tức là nó nằm cái bãi biển, cái bờ, cái biển mà nằm giữa hai đất nước đó, người ta gọi là Tasman Sea. Tasmanship, Tasman Sea, thành thử đây là một cái biển mà do một cái người Albert Tasman, là một người thám hiểm, một nhà hàng hải của thế kỷ thứ 17, đã tìm ra và người ta đặt tên đó, cho tên lấy tên của ông đặt cho bờ cái tên biển đó. Thành ra một bên là Thái, bên đông là Thái Bình Dương và bên tây thì là Tasman Sea. Thành ra khi chúng ta đến đó thì cái 90 Mile Beach, 90 dặm bờ biển đó thì nằm ở phía tây. Thành ra nó không có cách xa với cái bên phía Úc làm nhiều, chỉ có 3 tiếng bay Ba thôi. tiếng bay ba tiếng bay là chắc đi Thế đi tuy nữa đi nhiên khi mà Nhất Anh đến đó, Nhất Anh mới thấy được cái bãi biển nó lạ, nó rất là thẳng và cái bãi cát nó rất là dài. mà nó màu gì, bãi cát màu gì anh? Bãi cát thì nó màu trắng trắng ngà một chút chứ nó không hẳn là trắng, nhưng mà tại vì lúc nào cái nước nó cũng dập xuống đó, thành ra bãi biển lúc nào rất cứng. Tại vì cứng như vậy thì cái xe tour đó hoặc tất cả những xe chúng ta chạy có thể chạy trên biển được. Lạ, ở ngoài bãi biển phẳng tắp như vậy lại có một cái đảo nhô lên và đồng thời có một cái lỗ tròn như vậy, nhiều người hiểu lầm cái đó sang là một cái thắng cảnh khác cũng ở phía đảo Bắc, nhưng mà cái đó khác nhau, hai cái khác nhau. Thì nói sơ sơ về cái Nine Mile Beach, chúng ta thấy đó là một cái thắng cảnh thiên nhiên rất là đẹp mà không phải là chỗ nào của New Zealand hoặc trên thế giới đều có cả. Cảm ơn anh Thắng và hẹn anh Thắng trong chương trình tiếp theo, sắp tới mình sẽ nói nhiều hơn về bãi biển này. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình ngày hôm nay với anh Trần Nguyên Thắng. Và hôm nay thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đi tới đất nước New Zealand. Và trong phần 1 thì anh Thắng đang dẫn chúng ta tới một bãi biển tên là 90 Miles Beach, là thành phố bãi biển 90 dặm. Thì anh Thắng nói là so có rất nhiều bãi biển trên thế giới nhưng mà bãi biển này nó rất là đặc biệt đúng không anh Nó không những nó chỉ đặc biệt về nó là một bãi biển, dĩ nhiên bãi biển không thì giống nhau hết, Dạ. nhưng mà cái bãi biển thoải mà có một lúc 8, 7, 6 cái đợt sóng đến cùng một lúc mà hiện lên như vậy đó thì không phải là dễ. Nhưng mà đồng thời thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái nữa là đây một bãi biển rất còn hoang sơ và không có một cái kiến trúc hay là một cái hàng quán gì bán trên đó cả. Thành ra khi mà chúng ta đi trên cái bãi biển đó, chúng ta cảm thấy thiên nhiên với mình rất là gần gũi với nhau, chứ không có bị con người mà bày hàng bày quán nó bán thì chứ nó không có cái gì cả. Nhân có một cái thắc mắc là anh Thắng nói là ví dụ cái bãi biển đó, bãi cát đó nó dài mà nó thoải mà mình đi xe như vậy á, thì ví dụ, du khách tới người ta có tắm từ cái bãi biển đó không hay Tắm là không không tắm được? được, không có ai tắm được. Cái lý do duy nhất là nước lên rất là nhanh, thì đó là lý do những cái xe coach khi chạy đó là cái người driver đó họ lúc nào họ cũng phải biết cái mực nước và biết canh như thế nào. Đôi khi họ chạy trễ một chút xíu đó, mực nước lên là họ phải lái ngay vào những cái con đường khác tẻ để mà né, tại vì khi mà nước biển lên rất là nhanh. Quý vị có thể hình dung là cái bãi cát dài có thể 200 mét, có thể tới 200, 100, 200 mét, và trong cái biển mà khi mà nước thủy triều lên nó lên rất nhanh và nó lên sát với cái bờ cát bên trong, và có những cái vật liệu mà trôi nổi trên biển đó nhiều khi được sóng đánh vào bờ nữa, thành ra có nhiều cây khúc gỗ mình thấy nằm ở giữa bãi cát đó, thành ra nó cũng là một cái lạ. Thành ra khi mà chúng ta đi trên một cái bãi biển mà hoàn toàn thiên nhiên như vậy, không có cái bàn tay con người, không có những cái hàng quán, không có những cái building, không có những cái đường xá gì mà xây dựng, thì chúng ta mới thấy đúng là biển. Đó. Mà biển thì cho chúng ta một cái sự rất là gần gũi vì tiếng sóng đứng ngay đó, chim hải âu bay cạnh đó và hải đảo xa xa chúng ta có thể nhìn đó, hoặc là trong cái ngày mà không đẹp trời thì chúng ta thấy sương mù phủ hết trên cái biển, nhưng mà chúng ta nhìn qua bên kia thì chúng ta biết cái bên kia biên giới đó chính là nước Australia.
Nhà coi như là mình tới cái bãi biển đó, nhưng mình đứng giữa của có hai hai nước khác Yeah, nhau luôn. mình cảm nhận được. Nếu chúng ta hiểu được cái địa lý thì chúng ta thoải mái lắm. Chúng ta biết, à bên kia là Úc, bên này là, à đây là cái con biển Tasman Sea, à đây là cái bờ biển, cái biển mà ngày xưa có một thế kỷ thứ 17 có một người hàng hải đã thám hiểm, đã đi vượt qua được đó. Và có một người nhà hàng hải rất là nổi tiếng của thế giới là ông Jim Cook. Ông đã đi vòng qua cái đất nước New Zealand tất cả 2 lần. Và đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta đến với nước New Zealand. Nhiều người cứ nói tôi là đến với New Zealand không có gì lạ cả, không có gì để không. New Zealand có những cái lịch sử riêng biệt của nó. Nó có những cái lịch sử về của cái sự thám hiểm. Nó có những cái câu chuyện về một cái đất nước mà cái hải đảo mà nó tách biệt khỏi thế giới. Nhất anh có biết là New Zealand không có rắn không? Dạ không, đã bây giờ anh Thắng nói cho anh À, mới biết. New Zealand là không hề có rắn. Trong khi chúng ta đi sang bên Úc, bên Australia có rắn, thành ra chúng ta thấy khác hẳn nhau. Trong khi ở bên Úc thì có kangaroo nhưng mà New Zealand không thấy kangaroo. Nhưng mà bù lại thì kangaroo thì New Zealand có kiwi, loại chim, một loại chim lông nó như tơ như lông gà nhưng mà rất dễ thương. Nhưng mà bù lại con chim nó không biết bay, chim mà không biết bay. Nãy anh Thắng nói là kiwi mà nhân tưởng là trái kiwi chứ không Không, phải là kiwi. là một loại động vật. Thành ra khi mà cái người New Zealand họ đã chọn cái con chim kiwi là làm cái biểu tượng cho họ. Thành ra nhiều khi tiếng Việt là tiếng New Zealand, người ta gọi người New Zealand là người kiwi nữa. Tức là lấy con chim nó làm biểu tượng, xong rồi đồng tiền New Zealand dollars thì người ta gọi là kiwi dollars. Nhưng mà nhân vật cũng thấy một cái điều rất là hơi bí hiểm một chút xíu là tại sao có những tất cả mọi nơi hầu như trên thế giới đều có những cái con vật như vậy, mà tại sao giống như rắn đi, mà tại sao ở đây ở New Zealand Ở nó New lại Zealand thì không không có có? rắn. Thế là một cái, thì dĩ nhiên tôi chưa phải là nhà nghiên cứu về động vật, thành ra không biết, không có chưa tìm hiểu về cái đó. Nhưng mà thực sự thì ở New Zealand nó có những cái con động vật mà nơi khác không có. Nó có những cái loại cây cối mà những cây khác không có. Và đồng thời đó là một trong những lý do tại sao chúng ta đến du lịch ở New Zealand đó, là custom của New Zealand đó, họ, họ khám xét mình rất là kỹ. Họ cấm mình đem những cái này, cấm mình đem những cái kia, nhưng mà tất cả mục đích chính của cái custom của bên New Zealand đó là những người quan thuế đó, mục đích họ là muốn bảo vệ cái môi trường của New Zealand không bị ô nhiễm, không bị lây nhiễm, không bị truyền nhiễm từ những con sinh vật khác ở các châu lục khác. Thì đến với New Zealand thì nãy anh Thắng nói là đi cái của miền Bắc, của đảo Bắc là có cái bãi biển như vậy, thì cái cảm nhận của anh Thắng Dương lúc mà mình tới đó với lại so với những cái chỗ khác ở New Zealand thì sao? Thực sự thì khi mà tôi nhớ lại cái hình ảnh đầu tiên ngày xưa tôi khi mới đến New Zealand đó, khi đi trên cái bãi biển này, tôi không nghĩ cái bãi biển mà nó có cái nét lạ như vậy. Chắc mình nghĩ bãi biển thì cũng giống nhau, nhưng mà mình nghĩ xe chạy thì chắc là chạy giống như chạy trên một cái highway hay trên một con đường lộ, chúng ta nhìn thấy bãi biển hay không. Cái này chúng xe chạy ngay trên bãi biển, và loại xe đó là loại xe được đặc biệt được chế để chạy trên bãi biển chứ không phải xe nào cũng chạy được. Dĩ nhiên nó phải chịu đựng được cái nước biển, tức là có thể làm sét rỉ vân vân, và đồng thời nó phải có một cái độ cao, tại nó giống như loại SUV của xe Coast đó. Nó phải đi cao như vậy để nó chạy trên cái mặt cát, và dĩ nhiên mặt cát nó cứng đến nỗi là xe chạy một cái xe lớn như vậy không ăn thua gì hết. Và đồng thời chúng ta thấy có những cái xe nhỏ có thể chạy đến cũng rất là dễ dàng, không có gì và có nhiều vấn đề khi mà chúng ta đến thăm với cái bãi biển Nai Nai Mai Beach. Thế tuy nhiên thì có lẽ thì giờ chúng ta cũng sắp hết phải không? Thành thử bây giờ phải nói thêm á, Nai Mai Beach chỉ là một trong những cảnh mà chúng ta đến thăm thôi. Đã đến Nai Mai Beach là chúng ta phải đến cái đụn cát Tipaki. Thì đến cái đụn cát đó là chúng ta bắt đầu có thể một cái chơi một cái trò trượt trượt cát đó. Trượt cát thì trên đỉnh cao xuống, mà cái bãi cát này nó cao cũng phải khá cao chứ nó không phải là chỉ có giống như ngọn đồi đâu, nó cao hẳn lên và nhiều người trượt rất là giỏi, họ trượt mà họ thấy họ như mũi tên xuống vậy đó, rất là hay. Nhưng mà xa hơn nữa, đi xa hơn được cái đụn cát Tepaki đó, người ta đến một cái mũi đất, cái mũi đất nó tên là Cape Reinga. Đây là cái mũi đất cực bắc của đảo Bắc và cũng coi như là cực bắc của đất nước New Zealand.
Dạ. Và đó là một cái thắng cảnh khác mà chúng ta có dịp chúng ta sẽ nói thêm về trong một chương trình khác. Dạ. Thực ra thì mình có thể nói rất là nhiều về New Zealand và đánh thắng nó là ồ, có đất nước này có nhiều cái để đi lắm chứ không phải chỉ có một cái bờ Đúng biển này vậy. đâu. Dạ. Thì Nhân sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Anh Thắng sẽ kể cho Nhân anh thêm về những địa điểm khác của New Zealand. Ok, Nhật Anh. Rồi Dạ. cảm ơn quý vị thính giả. Dạ.